Truyền thuyết kể lại rằng năm thứ 49, đời vua Tùy Danh Đế, tức năm 629 sau Công Nguyên, Đường Tam Tạng nhận được chỉ thị của Quan Thế Âm Bồ Tát lên đường sang Tây Trúc thỉnh chân kinh về phổ độ chúng sinh. Trên đường đi, với sự giúp sức của ba đồ đệ là Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh, trải qua 9 lần 9, 81 kiếp nạn, cuối cùng thầy trò Đường Tăng cũng đã thỉnh được chân kinh mang về. Nhưng đó là câu chuyện của 1.400 năm về trước, vì bây giờ đã là năm 2014. Đây là đâu vậy nè? Đạo gì mà to quá? Tao thích giật đầu được không? Tất nhiên là hoa quả sơn thủy liêm động rồi. Cần ba tên đồ đệ nằm trong tay chúng ta thì sẽ có cách ép Đường Tăng ra. À, chào đại thánh gia. Yêu quái Quy Biện lên phường giải thích. Một con người mà có đầy đủ thủ đoạn và quyền lực thì còn đáng sợ hơn yêu tinh nhiều. Khuyết điểm lớn nhất của ngươi là háo sắc. Tôi tố là yêu quái hả? Nếu mà chậm trễ, từ vật giới khó bảo toàn tánh mạng. Ta đã đợi cơ hội này cả ngàn năm nay, nhất định không thể nào thất bại. Vậy đệ xin lỗi sư huynh và sư đệ, tại đệ mà ba anh em mình chuẩn bị chết chùm. Chỉ cần ba anh em các ngươi đồng lòng là không có gì là không thể. Dễ quá. Hằng Nga hơi già đúng không? Không, nhưng mà chỉ có điều Hằng Nga già sớm quá.